Bác sĩ cho em hỏi, chi bị tai nạn gãy gãy xương, ok, gãy xương cẳng chân và sau vỡ thành một vài mảnh, ok, sau đấy nó bị vỡ, chấn thương và gãy gãy xương đúng không? Sau đấy nó có một vài cái mảnh và em thấy nắn. Thấy vậy bó bột có lành được không? À, bác sĩ soạn cái câu cho nó dễ đọc một tí. Đấy. Tức là trong những trường hợp mà nó bị gãy vỡ xương. Đây, mình hiểu ý của bác sĩ rồi. Đấy. Cái này cũng nhiều bác sĩ cũng sẽ phân vân cho mày xem. Đây. Ví dụ trong trường hợp mà nó bị ngã và gãy xương đùi đi, xương chày đi, xương cẳng chân đi, bất kỳ một cái xương gì đó nó bị gãy và nó bị vỡ. Đấy, trong câu hỏi bác sĩ rằng bảo rằng nó bị vỡ và có thể vỡ một vài mảnh hay vỡ thêm đây đi, được chưa? Hoặc là vỡ một vài mảnh nó bị bắn ra bên ngoài. Đấy, hay là vỡ vỡ hay là như thế nào đấy, đấy. Đấy, được chưa? Vỡ này đủ đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa? Bác sĩ thấy vỡ thế này được chưa? Đấy. Nếu mà thích thì vỡ thêm nữa nhá. Đấy, có thể vỡ thêm nữa cũng được, không sao cả. Cứ vỡ thoải mái đi, không sao hết. Vậy thì cái trường hợp này nó sẽ nặng hơn nhiều so với trường hợp mà nó có một vài cái mảnh rời của bác sĩ. Được chưa? Vậy thì trong cái trường hợp này bác sĩ hỏi rằng bó bột đúng không? Bó bột thì nó có khỏi được không? Đấy. Bó bột thì nó có khỏi được không? Thế thì trước khi mà đi tới bất kỳ cái gì đó thì chúng ta sẽ đi đi vào phần phần giải phẫu một tí và cái cơ chế phục hồi xương. Đấy. Chúng ta nắm được cái giải phẫu và cái cơ chế phục hồi xương thì chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thành công. Đấy chưa? Nhắm mắt cũng thành công. Đấy, sự khác biệt ở chỗ đấy. Thì chúng ta sẽ trong cái giải phẫu thì chúng ta sẽ có cái phần màng. Đấy. Màng này thuộc nó thuộc vào cái màng xương. Đấy, được chưa? Màng xương. Giải phẫu ấy, bên trong là thân xương, bên ngoài màng xương. Đấy. Thì cái màng xương này này nó sẽ bao gồm những tế bào, được chưa? Tế bào sinh xương và những cái mạch máu và cái mạch máu. Ok, như vậy đã xong giải phẫu, được chưa? Rồi, thế bây giờ cái cơ chế để phục hồi xương như sau. Dù cho hai cái xương, được chưa? Đây, dù cho cái hai cái đầu xương nó gãy này và một đầu xương nó bị gãy trượt hẳn ra bên ngoài đây. Được chưa? Đấy, gãy trượt hẳn sang. Được chưa? Vậy thì khi chúng ta bó vào, không cần rằng hai cái đầu xương này nó phải khít vào với nhau, mà thậm chí nó cách xa nhau có thể một khoảng dài ngắn tùy các bác sĩ thích. Được chưa? Tùy các bác sĩ thích. Nó có thể không cần phải trùng vào với nhau, nó cách nhau một khoảng. Nhưng miễn sao chúng ta bó và cố định được cái khớp trên và khớp dưới. Bó bột đúng không? Bó cố định được cái khớp bên trên, khớp trên và khớp dưới. Đấy. Khớp dưới. Ý có nghĩa rằng ông phải bó và bó được cái bột đấy nó vượt qua cái khớp bên trên và vượt qua khớp bên dưới, thì khi đấy chúng ta đã cố định được khớp dưới và khớp trên. Cố định được khớp dưới và khớp trên đồng nghĩa với việc hai cái đầu xương này nó được giữ một cách ổn định. Được chưa? Nó sẽ được giữ một cách ổn định. Ok chưa? Khi hai đầu xương ổn định thì nó sẽ không xảy ra hiện tượng tiêu xương. Đấy. Ok nha. Rồi. Chỉ điểm đầu tiên, nó không bị tiêu xương và cái giải phẫu nó cho chúng ta cái gì? Cái màng xương này khi bị gãy xương thì cái màng xương nó vẫn còn một vài cái màng nó bám. Vẫn còn một vài cái màng nó bám ở đây. Được chưa? Dù xương rời ra nhưng vẫn còn một vài cái màng nó bám ở phía bên trong này. Đấy, một vài cái sợi sơ như sơ mướp, một cái vài cái sợi sơ như giống như sợi chỉ thôi. Thế nhưng mà đấy, những cái sợi này nó vẫn giữ được những cái tế bào gốc sinh xương, những tế bào sinh xương. Và chính cái màng này, chính những cái sợi này nó sinh ra xương, được chưa? Nó sinh ra xương. Này. Nó sinh ra xương. Đấy. Nó sinh ra xương. Và khiến cho cái đoạn xương nó trở thành một cái xương được kết dính với nhau bằng rất nhiều canxi.
Đấy chưa? Chứ cái khái niệm ở chỗ, nằm ở cái chỗ rằng khỏi, đấy chưa? Ổ gãy xương mà bị nó mà bị trượt ra hoặc bị chấn thương, nó khỏi thì nó yêu cầu yếu tố gì? Khỏi thì nó bằng với đấy, ổ gãy xương để mà khỏi thì nó cần phải có hai yếu tố, được chưa? Yếu tố số 1 đấy, khỏi thì nó bằng với sự ổn định. Ổn định hai đầu xương, được chưa? Ổn định hai đầu xương bằng cách rằng bó là phải bó được qua cái khớp bên dưới và qua khớp bên trên thì hai cái miếng xương này nó sẽ giữ cố định với nhau. Được chưa? Khỏi thì bằng với ổn cộng với cái gì? Ổn định rồi thì nó sẽ còn cái màng xương ở đây. Bây giờ các ông đừng có mổ ra, được chưa? Nếu đã bó bột thì đừng có mổ. Nếu đã mổ thì phải đưa về đúng vị trí. Được chưa? Vì nó còn một vài cái màng sợi móng này. Thế nhiều ông này mổ ra để nắn nó vào. Đấy. Rồi bắt đầu bó bột thì nó sẽ tổn thương những cái màng xương này. Đấy. Trên để mà bó bột thành công thì chúng ta sẽ cần phải giữ ổn này và bổ sung canxi. Đó. Chuyện rất bình thường nhưng mà không nhắc thì không được. Thì canxi gì? Đấy, nó phải tiến tới cái sự cụ thể thì nó mới thành công. Chứ còn nếu mà nôm na thì chung chung thì ông nào cũng giống ông nào hết. Được chưa?